Bionic chính là chiếc smartphone được coi là đột phá nhất trong lịch sử điện thoại Apple trong hơn một thập kỷ trở lại đây. Chính vì thế mà ngay trong những ngày đầu mở bán, chiếc điện thoại này đã ghi nhận mức giá tăng đến chóng mặt lên tới hàng nghìn đô và chỉ hạ nhiệt sau đó khoảng một tháng khi những chiếc iPhone X chính hãng cập bến nước ta. Sau hơn một năm sử dụng thì X-Studio sẽ đem tới cho các bạn những tổng kết quan trọng nhất về những vấn đề xoay quanh chiếc iPhone X cho đến thời điểm bây giờ. Và nếu anh em có nhu cầu quan tâm đến iPhone X thì có thể tham khảo giá bán của sản phẩm đang rất dễ để sở hữu tại MaxMobile ở đường link bên dưới mô tả. Đầu tiên sẽ là về thiết kế. Mình sẽ không tập trung ca ngợi thiết kế của máy nữa mà sẽ nói về việc nó thể hiện như thế nào qua một năm. Có thể thấy là iPhone X là mẫu iPhone đầu tiên được sử dụng khung viền thép bóng loáng và rõ ràng đến bây giờ nó vẫn thực sự rất cao cấp. Tuy nhiên thì một vấn đề khá lớn đó là việc lớp vỏ bóng này khá dễ chảy xước và kể cả khi anh em có dùng ốp hay không thì máy xước vẫn hoàn xước và không xước ít thì xước nhiều. Nhưng bù lại thì việc đánh bóng vỏ máy cũng khá rẻ bởi hiện nay đã xuất hiện không ít các loại kem đánh bóng viền kim loại của máy. Bạn chỉ cần tra một chút trên Google là có thể tìm được ngay rất dễ dàng. Trong khi đó, một điều cần lưu tâm là mặt kính, cả mặt trước và mặt lưng của máy cũng sẽ rất dễ xước, mà tốt nhất là bạn nên sử dụng ốp lưng hoặc dán để bảo vệ. Thứ hai là về màn hình. iPhone X có màn hình OLED và đây cũng là chiếc iPhone đầu tiên sử dụng màn hình này. Thực sự là màn hình của iPhone thì luôn đẹp và màn hình của iPhone X lúc ra mắt còn được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Nên chắc chắn bây giờ khi khả năng hiển thị của máy vẫn sẽ thuộc hàng top cũng như hiện tượng burn-in, căn bệnh phổ biến của OLED đến bây giờ vẫn chưa xảy ra trên iPhone X. Có một điều đến bây giờ iPhone X vẫn xứng đáng được coi là biểu tượng ở phần màn hình, chính là phần khuyết tai thỏ của nó. Dù có rất nhiều lời bao biện của nhiều nhà sản xuất Android rằng họ đã ra tai thỏ trước iPhone rất lâu, nhưng chắc chắn là chỉ sau khi iPhone X ra mắt thì hầu hết các công ty di động đều hùa nhau sao chép ngay lập tức kiểu màn hình tai thỏ này. Nên không lạ khi bây giờ, kể cả bạn đang cầm trên tay một chiếc điện thoại đã 1 năm tuổi như iPhone X, nhưng cảm giác chiếu trên khi nhìn sang các mẫu điện thoại Android khác sẽ vẫn còn, ít nhất là theo cảm nhận cá nhân thì là như vậy. Tuy nhiên, có một điểm trừ trên màn hình tai thỏ của iPhone X trong thời gian đầu là các ứng dụng chưa được cập nhật để tận dụng tỷ lệ màn hình dài mới, để lại hai viền đen dày ở trên và dưới, hoặc đơn giản là các trò chơi bị phóng to lên để tận dụng hết chiều dọc màn hình, nhưng sẽ vô tình để chiếc tai thỏ che đi nhiều nút điều khiển. Bạn có thể thấy rõ điều này khi chơi một số trò như Asphalt 8 hay PUBG Mobile vào năm ngoái, tuy nhiên đến bây giờ thì đa số các ứng dụng này đã có thể hiển thị hoàn hảo trên màn hình tai thỏ của iPhone X. Thứ tư là về hiệu năng. iPhone từ lâu vẫn luôn được người dùng tin cậy về hiệu năng và lần này iPhone X cũng vậy. Dù con chip trên máy là A11 Bionic đã 1 năm tuổi nhưng thực tế thì nó vẫn mạnh hơn hầu hết các con chip di động của Android tốt nhất của năm 2018 như là Snapdragon 845 hay là Exynos 9810 và chỉ thua người tiền nhiệm là A12 Bionic trên iPhone XS mà thôi. Điều này cho thấy iPhone X sẽ vẫn là mẫu điện thoại chơi game tuyệt vời của năm nay hay thậm chí là cả năm sau nữa. Tuy nhiên thì có một yếu tố khiến hiệu suất của iPhone X khó có thể bằng được những điện thoại của năm nay là về dung lượng RAM khá hạn chế, chỉ 3GB. Trong khi cùng tầm tiền hiện tại thì điện thoại Android đều đã có ít nhất 6GB hay là 8GB RAM rồi, tức sẽ đem đến khả năng đa nhiệm tốt hơn so với iPhone X. Thứ năm là về Face ID. Mình muốn nói riêng về tính năng này bởi đây chính là tính năng khiến Apple khác biệt nhất so với các nhà sản xuất Android và cũng là lý do tốt nhất để khiến iPhone có tai thỏ thay vì sự sao chép nửa mùa mà các công ty Android đang bao biện. Face ID chính là tính năng nhận diện sinh trắc học được Apple đưa lên iPhone X để thay thế cho cảm biến vân tay Touch ID đã 5 năm tuổi. Và thực tế đã chứng minh là nhờ sự trợ giúp của AI và các cải tiến mà Apple mang vào các bản cập nhật kế tiếp khiến Face ID thực sự đáng tin cậy. Nó có thể dễ dàng mở khóa và nhận diện chính xác khuôn mặt của bạn trong nhiều điều kiện, kể cả ban đêm và nhanh hơn hẳn so với kiểu nhận diện mống mắt của điện thoại Samsung, an toàn hơn nhiều so với nhận diện khuôn mặt 2D trên phần lớn điện thoại Android hiện nay. Thứ 6 là về giao diện. Với việc loại bỏ nút home vật lý, iPhone X là chiếc điện thoại đầu tiên của Apple chuyển sang sử dụng thao tác cử chỉ. Thực tế mà nói, trái với những quan ngại ban đầu về giao diện mới khó dùng, thì ngay trong những ngày đầu mới mua mình đã hoàn toàn thuộc lòng các thao tác cử chỉ trên iPhone X. Và nói thẳng ra thì đến bây giờ, giao diện cử chỉ của iPhone X vẫn tuyệt vời mà các hãng Android không thể bắt chước ngay được. Mình đã thử qua rất nhiều giao diện cử chỉ của các mẫu máy như là Pixel chạy Android 9 hay là Xiaomi chạy MIUI 10 và thậm chí là Bphone thì tất cả đều không thể so sánh được với Apple về độ tự nhiên và tính ổn định trong thao tác cử chỉ, kể cả những mẫu Android cao cấp nhất với phần cứng khủng nhất. Thứ bảy là về camera. Vài năm trở lại đây, iPhone dần mất ưu thế chụp ảnh của mình vào tay các đối thủ. Năm nay, điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi hàng loạt mẫu máy như Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9, Note 9 đều tỏ ra lấn lướt, đặc biệt là về khả năng chụp tối. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là iPhone X là một chiếc máy chụp tệ. Thực tế, nó vẫn là chiếc camera phone xuất sắc và dễ dàng nằm trong top 5 hiện nay. Một trong những điều tốt nhất ở camera iPhone X là khả năng chụp ảnh xóa phông. So với iPhone 7 Plus, thế hệ iPhone đầu tiên về tính năng này, iPhone X chỉ sau 1 năm nhưng đã có thể xóa phông tốt hơn rất nhiều. Từ khả năng tách biệt chủ thể, phông nền, màu sắc, tốc độ chụp và cả khả năng xóa phông trong điều kiện thiếu sáng. Điều này nhờ sự giúp ích không chỉ bởi phần cứng với khẩu độ lớn, hỗ trợ chống rung quang học mà còn nhờ sự hỗ trợ từ khả năng máy học Neural Engine bên trong con chip A11 Bionic. Và cuối cùng là mức độ hài lòng. Có thể thấy thành công của iPhone X phần lớn nằm ở sự tươi mới đến mức đột phá mà Apple mang đến khi so với tất cả những người tiền nhiệm của nó. Nên chắc chắn đây sẽ là một chiếc điện thoại có giá trị lâu dài với nhiều người dùng. Nhưng yếu tố như thiết kế đẹp, chip mạnh, camera đẹp hay mức độ giữ giá đều ăn đứt các điện thoại Android cùng thời điểm. Dĩ nhiên, với việc lựa chọn một chiếc điện thoại đã qua sử dụng, bạn sẽ cần lựa chọn các hệ thống cửa hàng bán lẻ điện thoại iPhone xách tay uy tín lâu năm như Mac Mobile để có thể tham khảo và được tư vấn rõ ràng hơn so với nhu cầu của bản thân.